ồn quá. Con nhìn sơ thì thấy số tới 700 mấy à, 800 mấy luôn. Đây mình đi tiếp qua cầu Ông Buôn nha. Cái cầu Ông Buôn ngày xưa chỉ có một cây cầu thôi, rồi sau này thì mới làm thêm một cây cầu nữa, là ba cây cầu nó có hai, một chiều, một chiều đi và một chiều về. Cái cầu này là cái cầu thứ có lẽ cầu thứ bên kia là cầu thứ hai. Đây thì có ban chỉ huy quân sự số 900 mấy, 970 mấy luôn, không có cái địa chỉ đến qua khỏi cái nhà quân sự quân 6 rồi. Chắc đây thì tao quỳnh lại thế nào, mình sẽ vòng qua, vòng vô cái đường này. Video này hơi dài thì cô chú anh chị mình thông cảm, từ vì đi xe rồi. Đây, cái dòng kênh năm xưa đây, đây là bến Phú Lâm, cái đường bến Phú Lâm này. Bên Đào Hủ năm xưa thì có cái bờ kè nè, nhìn rất là thoáng, và có cây cầu đi bộ qua bên kia. Ở đây thì mình cùng nhìn chút xíu ha, cùng nhìn chút xíu về cái dòng kênh Đào Hủ năm xưa. Rồi ta đi chút xíu nữa nha, đi xíu nữa thì cái này là mình đi bọc phía sau cái nhà quân sự nè. Rồi mình nhìn một hai căn gì đó cách nhà quân sự mấy căn thì mình cùng nhìn lại. Đó, đây là cái cây cầu, cây cầu Ông Buôn. Lúc nãy mình đi ở trên cầu á, mình đi xuống thì bị chạy lố. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải. Đây, ban chỉ huy quân sự. Có lẽ là cái nhà xưa xưa ở đây. Ấn tượng là cái nhà mà có cái trần gạch, có dán gạch.
số cũ. Dưới dốc cầu nè, ở đây chúng ta nhìn qua dốc cầu bên kia, qua bên kia là quận 6. Thì cái này chúng ta sẽ đi đến cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ xem sao ha. Hôm nay mình loanh quanh cái khu vực này để cô chú anh chị mình cùng nhìn lại rõ hơn, và các bạn mình cùng tham gia chuyến hành trình này. Để mình biết thêm về cái khu vực này khi có dịp đến đây ha. Đây là 305 rồi, số cũ là 300 mấy rồi đó, mà số mới là 900 mấy à. Đường Bà Ký nè, cái video này thật là dài luôn, có thể là dài nhất từ trước tới giờ luôn. Đây là cái nhà thừa kế cái chùa. Tại vì cái cầu này không có dành cho đi bộ nên mình chịu khó tí nha. Đây này 830 mấy rồi. Rồi tới nhà sách Nguyễn Văn Cừ nè. Đây thì có cái bình chú Lâm. Xíu nữa thì cuối đường này là chợ An Đông rồi. Ta nhìn thấy cái dãy nhà. À, cái dãy nhà này chắc chú nói là cái dãy nhà này quá. Rồi chúng ta đến cái khu vực qua đường Minh Phụng rồi. Cái dãy nhà đó cô chú nhìn có rõ hay không nữa, nếu mà không rõ thì cô chú bỏ qua nha, có thể comment và nó sẽ đi tiếp. Đây là cái ngã tư Minh Phụng và Lục Tỉnh. Do thiết kế đường này thì không có cái view rộng nên muốn nhìn cái nhà tổng quát cái khu vực cái nhà đó thì không được, chỉ nhìn ở phía trước mặt tiền thôi. Mà phía trước mặt tiền thì mình không có rõ, tại vì mặt tiền bây giờ họ đã sửa sang lại mới hết rồi nên mình thấy kiểu sẽ hiện đại, không còn kiểu ngày xưa. Rồi, thông qua đây thì em xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Vĩnh Lâm Trung Yên. Và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là dưới cầu vượt. Cầu vượt cây gõ. Rồi.
chúc cô chú anh chị mình ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Ở đây có cái nhà xưa xưa, không biết ngày xưa là cái gì, rất là lớn luôn. Nó vô tình đứng ngay cái nhà này, có lẽ cô chú ngày xưa cô chú biết nè. Chúng ta nhìn qua bên kia là nhà sách. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.